Kính chào quý vị, hôm nay thứ bảy ngày 19 tháng 3 năm 2022. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Du lịch đường sông kết hợp với ẩm thực là nét độc đáo mới đang được nhiều địa phương có lợi thế sông nước tập trung khai thác. Các doanh nghiệp kinh doanh ẩm thực cũng được tạo điều kiện đầu tư phát triển mô hình này tại những vị trí thuận lợi trên bến dưới thuyền. Nắm bắt cơ hội phục vụ du khách đến với núi Bà Đen, quán ăn cầu nổi đã đi vào hoạt động tại xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Khách có thể lựa chọn sử dụng dịch vụ trên bến với chính mái chòi tách biệt nhau hoặc dưới tàu để vừa ngắm cảnh sông nước, đồng ruộng, vừa khoan thai thưởng thức những món ăn đồng quê đa dạng như cá, tôm, ôm, gỏi hay các loại đặc sản khác. Trên tàu còn được trang bị dàn karaoke hiện đại có thể kết nối Bluetooth từ chính điện thoại của thực khách. Khi muốn gọi thêm thức ăn, khách có thể báo với thuyền trưởng lái tàu quay lại để đội ngũ nhân viên phục vụ tiếp thêm đồ ăn.